chào quý vị khán giả đến với chương trình Đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành Đô thị thông minh là một lĩnh vực quan trọng của thành phố thông minh. Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh đóng vai trò là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của thành phố, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo và các cơ quan đơn vị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành Đô thị thông minh, một trong bốn trụ cột trọng tâm của đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trung tâm được xây dựng với vai trò là trung tâm và bộ não của đô thị thông minh, là nơi tổng hợp, khai thác tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu trong thời gian thực với các công cụ hỗ trợ ra quyết định tối ưu, qua đó giúp lãnh đạo thành phố điều hành, xử lý các tình huống, quy hoạch và định hướng phát triển của thành phố. Đây sẽ là nội dung chính chúng tôi đề cập trong chương trình tuần này. Phần tiếp theo như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Qua 2 năm thực hiện đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, diện mạo đô thị thông minh đã hình thành ngày càng rõ nét. Kho dữ liệu dùng chung giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở ngành cũng như cơ sở dữ liệu văn bản điện tử, một cửa điện tử phục vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, cùng đó là đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư công, địa chính, cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề y, cơ sở giáo dục, dịch vụ giáo dục. Cổng dữ liệu của thành phố data.hochiminhcity.gov.vn là nơi khai thác tập trung kho dữ liệu dùng chung, phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước. Gắn với cơ sở dữ liệu này là quy chế sử dụng dữ liệu là rất quan trọng. Bởi chúng ta biết dữ liệu là tài nguyên, vừa có thể làm kinh doanh, nhưng cũng vừa có thể là nó không cẩn thận là phá hoại. Và nếu chúng ta không biết bảo vệ dữ liệu phù hợp thì người ngoài có thể lợi dụng phá hoại mình chứ phải không đâu. Trên xây dựng cơ sở dữ liệu là rất quan trọng, nhưng phải có quy chế sử dụng dữ liệu cái này, cho phân cấp cái này. Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, bất cứ người dân nào khi muốn cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, chỉ cần gõ vào địa chỉ hatangdothi.thanhphohochiminh.gov.vn /ncov. Đồng thời, tại địa chỉ này cũng cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ các chợ, siêu thị, trạm cấp cứu, điểm bán khẩu trang. Trong giai đoạn mà cao điểm phòng chống dịch, đặc biệt là giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 khi mà cả nước bắt đầu cách ly xã hội, thì Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với một số sở ngành, một số đơn vị là chuyển đổi trung tâm điều hành thành trung tâm chỉ huy phòng chống dịch. Việc này sẽ là một cái kênh để hỗ trợ cho người nước ngoài tốt nhất trên địa bàn thành phố. Tại vì họ sẽ không biết được là khi mà họ cần hỗ trợ thông tin thì họ cần liên hệ số nào. Và khi mà có được cái trung tâm chỉ huy phòng chống dịch, nhất là qua cái đầu số 112 nhánh số 3 á, thì là tổng đài cũng tiếp nhận được rất là nhiều cái câu hỏi hoặc là các cái yêu cầu từ người nước ngoài sinh sống trên địa bàn. Và tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt, có nghĩa là không chỉ là người dân thành phố, người dân Việt Nam biết được đến cái tổng đài của trung tâm chỉ huy phòng dịch, mà cả các bạn nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố cũng biết đến chúng tôi để có thể nhờ hỗ trợ khi cần thiết. Còn đây là tổng đài 1022 của thành phố, hệ thống tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện và giao Sở Thông tin Truyền thông làm đơn vị chủ trì, cùng 84 đơn vị sở ngành, Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện và các đơn vị quản lý sở hữu, duy tu hạ tầng tham gia giải quyết xử lý các sự cố do người dân phản ánh. Hệ thống gồm 6 kênh tiếp nhận phản ánh, gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email, website, Facebook và ứng dụng trên điện thoại. Đặc biệt, cổng 1022 đã mở rộng cho 24 quận huyện, đáp ứng nhu cầu đông đảo của người dân, đã giúp lãnh đạo tăng cường sự hợp tác với người dân, giúp phản ứng, khắc phục nhanh với các tình huống, sự cố mà người dân đang đối diện, giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại cho người dân và xã hội. Đây là một hệ thống là để cho người dân có thể cung cấp các thông tin về những tình huống không khẩn cấp, ví dụ tôi nói như sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị, an ninh, những vấn đề về an ninh đô thị, những vấn đề về những lĩnh vực
mà có thể liên quan đến cái cuộc sống hàng ngày của người dân, hoặc người dân có thể góp ý hiến kế cho về việc mà xây dựng chính quyền. Hiện nay, với hơn 1.000 camera được kết nối, tích hợp dữ liệu về trung tâm, trong đó có thể phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc 50 camera nhằm nhận diện khuôn mặt, nhận dạng loại phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật tự. Các ngành, lĩnh vực đã từng bước tiếp cận đô thị thông minh với một số kết quả cụ thể. Khi nói về trung tâm điều hành thì chúng ta thấy có những cái tình huống bình thường. Ví dụ như lãnh đạo thành phố phải có tổng hợp các cái thông tin từ các cái hoạt động kinh tế, xã hội, giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Còn có những tình huống khẩn cấp về mất an ninh trật tự lớn, tình huống thiên tai địch họa hoặc những tình huống khẩn cấp khác thì cần phải có cái trung tâm chỉ huy. Thì ở đây cái trung tâm điều hành đô thị thông minh thì nó thực hiện cả hai chức năng là hỗ trợ ra quyết định điều hành cho lãnh đạo và cũng như là hỗ trợ công tác chỉ huy các tình huống khẩn cấp. Việc chia sẻ dữ liệu thông qua kết nối camera từ nhiều lĩnh vực khác nhau về trung tâm điều hành đã giúp giảm được chi phí đầu tư vận hành. Điều cốt lõi của đô thị thông minh chính là công tác quản lý thông minh. Với đầy đủ dữ liệu, công cụ kênh tương tác thì công tác điều hành, ra quyết định của lãnh đạo sẽ thông minh hơn. Khi đã quản lý thông minh thì người dân sẽ được chăm sóc tốt hơn, được cung cấp các công cụ, phương tiện thông minh, chẳng hạn như các app về giao thông, giáo dục, y tế, cổng 1022 để thụ hưởng, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, mua sắm, học tập, khởi nghiệp, tăng thu nhập. Khi những con người thông minh kết nối với nhau thì sẽ là một cộng đồng, một xã hội thông minh, một thành phố thông minh, có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nhiều phương hướng và giải pháp công nghệ đột phá, hướng đến mục tiêu đến năm 2025, đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện những nội dung ban đầu theo đúng tiến độ đã đề ra. Quận 9 có vị trí địa lý rất quan trọng, nằm ở cửa ngõ đông bắc của thành phố, có khu công nghệ cao là niềm tự hào của thành phố, là một trong ba quận được chọn để xây dựng khu đô thị sáng tạo, năng động của phía đông thành phố. Việc xây dựng quận 9 trở thành đô thị thông minh là vấn đề hết sức cấp bách, quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đô thị thông minh, mới đây, quận 9 đã xây dựng Trung tâm Thông tin Chỉ huy Giám sát Camera An ninh trên địa bàn quận 9. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là trung tâm giám sát hình ảnh camera quận 9. Tại đây thì hiện tại đang thử nghiệm trên 400 camera được giám sát hình ảnh, và tới đây thì trung tâm sẽ nâng cấp thành trên 1.000 camera. Hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận 9 được quản lý tích hợp trên bản đồ xác định gồm 479 mắt camera được hỗ trợ bố trí tại các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự. Thông tin các camera được tích hợp và quản lý cho phép truy xuất hình ảnh từ camera theo khu vực và địa chỉ cụ thể để cảnh báo, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc đang hoặc có khả năng xảy ra gây mất an ninh trật tự. Hệ thống này cũng giúp lực lượng trực ban nắm rõ thông tin từ hiện trường. Từ đó, lực lượng chức năng truy xuất hình ảnh, các tình huống hỗ trợ công tác điều tra, thu thập chứng cứ, theo dõi đường đi, hướng di chuyển của các đối tượng, giúp lực lượng công an nắm bắt tình hình, biển số xe hoặc nhận dạng đối tượng để kịp thời giải quyết vụ việc. Cùng đó là lưu trữ hình ảnh tại các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn để có phương án xử lý kịp thời. Các camera được lắp đặt tại các mục tiêu trọng điểm đã hỗ trợ cho công tác bảo vệ trụ sở cơ quan trọng yếu, nâng cao khả năng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý các tình huống về trật tự an toàn giao thông. Việc đưa vào vận hành trung tâm giám sát hình ảnh camera cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của quận trong việc xây dựng đô thị thông minh. Hy vọng trung tâm giám sát hình ảnh này sẽ hỗ trợ cho lực lượng chức năng kiểm soát thật tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận, giúp người dân có cuộc sống ấm no, để quận 9 thật sự trở thành hạt nhân của khu đô thị sáng tạo, năng động của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đô thị thông minh tuần này của Truyền hình Nhân dân. Chương trình của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả. Những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website
nhân dân tv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.